nhiều ngân hàng nước ngoài rót vốn đầu tư vào Việt Nam. Giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Kiều hối về Việt Nam sẽ giảm hơn 18%. Mạnh tay xử lý giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu. Giá trị tài sản các quỹ đầu tư bền vững vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế Anh chính thức rơi vào suy thoái. Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo qua Facebook, Zalo. Ngân hàng đẩy mạnh các biện pháp an toàn mùa dịch. Quý vị cùng đến với chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Và sau đây sẽ là những nội dung nổi bật của chương trình kỳ này. Kính thưa quý vị, khoảng thời gian gần đây thì nhiều ngân hàng nước ngoài như IFC, Standard Chartered, HSBC v.v. đã rót vốn đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Cụ thể, IFC, thành viên của nhóm ngân hàng thế giới, đã công bố sẽ cung cấp khoản vay trị giá 70 triệu đô la Mỹ cho công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indotrans của Việt Nam, hỗ trợ phát triển ngành kho vận, thúc đẩy thương mại và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19. May Bắc Giang LGG là doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn tại Việt Nam, nhận được khoản tín dụng có hạn mức 63 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 triệu đô la Mỹ, làm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất khẩu trang vải nhằm đáp ứng nhu cầu trang thiết bị bảo hộ cá nhân trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 trên toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Cũng nằm trong nhóm ngân hàng ngoại hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam, ngân hàng HSBC Việt Nam đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát hành trái phiếu tổng trị giá 600 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, những tháng cuối năm thì ngành ngân hàng sẽ điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, bám sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá tình hình kịp thời, đồng thời sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Bên cạnh những chính sách tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 đối với các tổ chức tín dụng đáp ứng tốt các tỷ lệ đảm bảo an toàn và có khả năng mở rộng tín dụng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, v.v. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Dự thảo đề xuất hai phương án lùi thời hạn siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, thêm 6 hoặc 12 tháng so với quy định. Cụ thể, phương án thứ nhất là tiếp tục giữ tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 và sẽ hạ dần theo tỷ lệ cũ trong các năm tiếp theo. Với phương án thứ hai, các ngân hàng sẽ duy trì tỷ lệ 40% đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và hạ dần sau đó. Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỉ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động theo chiều hướng giảm, ngân hàng khó huy động vốn dài ngày để cân đối lại nguồn, đáp ứng lộ trình giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 theo lộ trình tại Thông tư 22. Nếu đề xuất lùi thời hạn siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 6 hoặc 12 tháng được thông qua, các ngân hàng sẽ có thêm thời gian để đẩy mạnh huy động vốn dài ngày, cân đối lại nguồn vốn. Theo thống kê, tại 19 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 cho thấy lượng tiền gửi không kỳ hạn có xu hướng đi xuống trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cùng tiền gửi ký quỹ trên tổng tiền gửi khách hàng CASA của các ngân hàng như Kiên Long Bank, Bắc Á Bank, Exim Bank, C Bank, SHB đã giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ngay cả ba thành viên vốn có thế mạnh về CASA bao gồm MBB, Techcombank và Vietcombank cũng ghi nhận tỷ lệ này đi xuống. Với các ngân hàng, việc thu hút được tỷ lệ cao tiền gửi không kỳ hạn đóng vai trò quan trọng vì nó tạo ra một nguồn vốn giá rẻ. Thông thường, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn, chỉ ở quanh mức 0,2% trên năm. Tỷ lệ CASA càng cao sẽ tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần, trong khi vẫn giữ được lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh trên thị trường.
Báo cáo tóm tắt mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về tình hình kiều hối năm 2020. Theo kịch bản xấu nhất do các diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm nay được dự đoán sẽ giảm khoảng 18,1% so với số liệu kiều hối cơ sở của năm 2018. Trước ADB, World Bank trong tháng 4 cũng đưa ra dự báo lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 và nhiều hoạt động bị đình trệ. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do giảm thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư, đối tượng dễ bị mất việc làm do khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Trong các năm trước đây, Việt Nam từng nằm trong top 10 quốc gia tiếp nhận nhiều kiều hối nhất hàng năm. Theo ước tính của World Bank, con số tương ứng trong các năm 2018 và 2019 mà Việt Nam nhận được là khoảng 16 và 16,7 tỷ đô la Mỹ. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó hầu hết là vi phạm về công bố thông tin đối với cổ đông lớn tại một số doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán trên thế giới, hành vi giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu là một trong các hành vi vi phạm nghiêm trọng, có tác động xấu đến niềm tin, tính minh bạch trên thị trường. Tương tự, tại thị trường Việt Nam, trong giao dịch chứng khoán, việc có được thông tin sớm sẽ mang đến lợi thế hàng đầu và cũng là nguyên nhân dẫn đến những giao dịch nội gián. Trước tình trạng giao dịch thao túng diễn biến phức tạp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan công an đã thường xuyên phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh, xử phạt mạnh tay. Trong tháng 7 vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt với số tiền 1,2 tỷ đồng đối với công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô và 550 triệu đồng đối với ông Ngô Văn Cường đều ở thành phố Hồ Chí Minh do đã sử dụng 22 tài khoản để giao dịch nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CTF của công ty cổ phần City Auto đang niêm yết trên sàn HOSE. Tuần đầu tiên của tháng 8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó hầu hết là vi phạm về công bố thông tin đối với cổ đông lớn tại một số doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Dự thảo thông tư quy định không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng sẽ là công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo, tình trạng kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt và phải công bố thông tin này trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng phải công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình. Theo nghiên cứu của SSI, ước tính lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 sẽ giảm 20,3%, đảo chiều với mức tăng trưởng 18,8% trong năm 2019. Tuy nhiên, thì tăng trưởng dương 25,3% sẽ quay trở lại trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2020 của 841 trên 1.650 công ty niêm yết chiếm 95% tổng vốn hóa thị trường, trên cả 3 sàn giảm 18,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các công ty niêm yết trên sàn HNX có mức sụt giảm 14,7%. Theo SSI, một số công ty đã có mức lợi nhuận thấp nhất rơi vào quý 1 hoặc quý 2. Tuy nhiên, đối với nhóm ngành ngân hàng và các nhóm ngành khác, kịch bản xấu nhất khả năng rơi vào các quý tiếp theo. Riêng nhóm cổ phiếu nằm trong danh sách phân tích của SSI đại diện 88% vốn hóa thị trường, ước tính lợi nhuận năm 2020 sẽ giảm 20,3%, đảo chiều với mức tăng trưởng 18,8% trong năm 2019. Tuy nhiên, tăng trưởng dương 25,3% sẽ quay trở lại trong năm 2021 từ cơ sở so sánh thấp năm 2020. Do đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch với hệ số PE 2020 và 2021 lần lượt là 15,2 lần và 12,1 lần. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Theo đó, Thống đốc đề nghị các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, ưu tiên dành nguồn vốn đối với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Cùng với đó, đổi mới quy trình, đơn giản hóa thủ tục, công khai các bước thực hiện hồ sơ vay vốn, xây dựng lãi suất hợp lý, rút ngắn thời gian thẩm định giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục dạy nghề và người học tiếp cận vốn. Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa chủ trì cuộc họp về nội dung dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 126, nghị định số 91 và nghị định số 32 liên quan đến cơ chế cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của ba nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn, qua đó hoàn thiện quy định của pháp luật sử dụng vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, khẩn trương thực hiện xong trước ngày 15 tháng 8. Liên quan đến đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị thống nhất quy định 3 nghị định về nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các nội dung chi từ quỹ theo quy định. Về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp cổ phần hóa, có đất đai, nhà cửa ở nhiều địa phương, theo đúng quy định, Phó Thủ tướng lưu ý, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu, phối hợp các địa phương định giá rõ ràng để đưa vào cổ phần hóa hoặc giao trả lại địa phương theo quy định của pháp luật, trên tinh thần không để lãng phí tài sản trên đất. Bộ Tài chính cho biết trong 7 tháng năm 2020, các đơn vị trong ngành này đã kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước và giảm lỗ 844 tỷ đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thuế đã thực hiện khoảng 32,8 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra khoảng hơn 301 ngàn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách và giảm lỗ gần 30 ngàn tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách nhà nước 10,9 ngàn tỷ đồng, tích cực xử lý thu hồi 16,37 ngàn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Cơ quan hải quan đã thực hiện hơn 869 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 811 tỷ đồng, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ gần 1.100 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 67 tỷ đồng. Liên quan đến đầu tư công, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Hưng Yên, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và kiểm tra công tác cải cách hành chính. Là một trong bốn tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, Hưng Yên đã giải ngân vốn đầu tư công được trên 2.700 tỷ đồng, đạt hơn 86% kế hoạch chính phủ giao. Toàn tỉnh có 188 trên 188 cơ quan hành chính từ cấp xã, có bộ phận một cửa điện tử hiện đại. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Hưng Yên cần khai thác lợi thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giáp với thủ đô Hà Nội. Tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, bảo đảm 100% kết nối, liên thông 4 cấp hành chính, thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA. Trong chuyên mục con số ấn tượng kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 20.600 tỷ đồng, thưa quý vị. Do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến tình trạng nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ước tính đến hết tháng 7 năm 2020, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tích lãi từ một tháng trở lên khoảng hơn 20.600 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp đến hết tháng 12 năm 2020. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 1.519 đơn vị với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý về thị trường tài chính ngân hàng. Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 289,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 9.810 tỷ đồng lên 12.708 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019, tương ứng với tỷ lệ chi trả 15%. Bên cạnh đó, HDB cũng phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu để chi thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ chi thưởng 15%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá hàng loạt bất động sản với tổng mức giá khởi điểm 282,5 tỷ đồng. Cụ thể, BIDV sắp bán đấu giá 25 bất động sản tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cùng ngày, BIDV cũng lựa chọn tổ chức thẩm định 4 quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng nợ xấu của BIDV tăng gần 17% lên 22.769 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB vừa thông qua triển khai phương án chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, thời gian thực hiện từ quý 3 đến khi hoàn tất thủ tục. Đồng thời, ngân hàng cũng vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 498,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21 tháng 8 năm 2020. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng. Kính chào quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Sau đây là phần 2 của chương trình. Theo số liệu của công ty nghiên cứu đầu tư Morningstar có trụ sở tại Chicago, các tài sản thuộc sự quản lý của các quỹ tuân thủ các nguyên tắc về môi trường xã hội và quản lý, tức ESG, đã lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đô la Mỹ. Sự gia tăng đó là nhờ dòng chảy ròng hơn 71 tỷ đô la Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, khi các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các quỹ đầu tư bền vững sau khi bùng phát dịch COVID-19. Trong một báo cáo công bố tháng này, Morningstar dẫn ra 3 yếu tố đưa đến dòng chảy đầu tư kỷ lục và các quỹ ESG. Theo báo cáo, tác động của dịch COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình kinh doanh bền vững và có sức bật tốt dựa trên những cân nhắc của nhiều cổ đông. Việc số các sản phẩm của các quỹ đầu tư bền vững tiếp tục gia tăng cũng đóng vai trò là một chất xúc tác trong những tháng gần đây. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho hay lượng tiền cho vay của các ngân hàng Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7 năm 2020, khi các ngân hàng khu vực tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Dữ liệu của BOJ cho hay, tổng số tiền cho vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong tháng 7 năm 2020 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 572.700 tỷ yên, khoảng 5.400 tỷ đô la Mỹ, sau khi đạt mức tăng trưởng 6,2% trong tháng 6. Tuy nhiên, tốc độ cho vay hàng năm của các ngân hàng lớn lại có xu hướng chậm lại khi nhu cầu cho vay của các doanh nghiệp lớn giảm đáng kể, cho thấy những quyết sách về tiền tệ của BOJ để giúp giải quyết tình trạng căng thẳng về tài chính doanh nghiệp. Ảnh hưởng lan rộng từ cuộc khủng hoảng COVID-19 đang đẩy Nhật Bản vào cuộc suy thoái trầm trọng, buộc chính phủ nước này phải soạn ra một gói kích thích kinh tế khổng lồ và BOJ phải nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố đến cuối năm 2021, các công ty Trung Quốc và nước ngoài sẽ bị loại khỏi sàn chứng khoán Mỹ nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn kế toán của Mỹ. Ông Mnuchin và một số quan chức khác đã đề xuất kế hoạch trên cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ tuần trước. Mục đích của động thái này nhằm đảm bảo các doanh nghiệp Trung Quốc phải đáp ứng đủ chuẩn mực như doanh nghiệp Mỹ. Các đề xuất mới là một phần nỗ lực của Nhà Trắng nhằm điều chỉnh lại sự mất cân đối lớn trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ủy ban châu Âu EC thông báo Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về biên bản ghi nhớ với 8 nước đối tác ngoài khối nhằm giúp các doanh nghiệp của các quốc gia này giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19. Theo thông báo, EU đã đạt được biên bản ghi nhớ với Albania, Georgia, Jordan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia và Ukraine. 4 trong số này là Kosovo, Moldova, Bắc Macedonia và Ukraine đã chính thức ký kết văn kiện trên. Khoản hỗ trợ mà EU dành cho mỗi quốc gia đối tác sẽ tùy thuộc vào từng hoạt động cụ thể như củng cố tài chính công và tăng cường khả năng phục hồi của lĩnh vực tài chính, cải thiện bộ máy nhà nước và chống tham nhũng, tăng cường bảo đảm xã hội cũng như giải quyết vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ. Theo EC, thỏa thuận trên là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro, khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ mà Brussels dành cho 10 nước đối tác láng giềng. Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết GDP nước này giảm 20,4% quý 2 so với quý trước do chính sách phong tỏa ngăn COVID-19. Đây là quý tệ nhất lịch sử nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Hồi quý 1 thì kinh tế Anh đã co lại 2,2%. Hai quý giảm GDP liên tiếp đã đẩy Anh vào suy thoái về mặt kỹ thuật.
mức giảm GDP quý của nước này cũng lớn hơn nhiều so với 12,1% của Eurozone và 9,5% của Mỹ. Cả dịch vụ, xây dựng và sản xuất đều giảm kỷ lục trong quý 2, đặc biệt tại các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ lệnh phong tỏa. Dù vậy, GDP tháng 6 đã tăng 8,7% nhờ các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Con số này đang dần cải thiện sau mức giảm 20,4% hồi tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 2 của Anh giảm 21,7%. Dù vậy, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cũng lưu ý rằng số liệu ước tính của họ lần này khó chính xác như thường lệ do việc thu nhập thông tin gặp nhiều thách thức. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo quy mô nền kinh tế này chỉ quay lại thời kỳ tiền đại dịch vào quý cuối năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự báo tăng vọt. Trước Anh, hàng loạt nền kinh tế đã bị đẩy vào suy thoái vì đại dịch, từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và gần nhất là Philippines. Mạng xã hội Facebook vừa thông báo thành lập một bộ phận mới chuyên về các dịch vụ tài chính nhằm đảm bảo tính hài hòa cho hệ thống thanh toán trên nền tảng công nghệ này. Bộ phận mới mang tên Facebook Financial sẽ do chuyên gia kỳ cựu về thương mại điện tử David Marcus phụ trách. Facebook Financial sẽ phụ trách quản lý và lập chiến lược cho mọi hình thức thanh toán và dịch vụ tiền tệ trên khắp nền tảng Facebook. Trong một tuyên bố, Facebook cho biết hiện có nhiều phương cách thanh toán khác nhau tồn tại trong các ứng dụng của họ. Do vậy, Facebook muốn đảm bảo việc đưa ra quyết định thanh toán, thực hiện và tuân thủ chúng không bị gián đoạn. Tuyên bố nhấn mạnh Facebook muốn tạo điều kiện cho mọi người dùng tiến hành mọi thanh toán thông qua bất kỳ phương pháp nào dưới dạng tín dụng, ghi nợ hoặc bằng tiền điện tử Libra. Việc Facebook hồi năm ngoái thông báo về kế hoạch thiết kế hệ thống thanh toán và đồng tiền điện tử Libra đã ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại cho các quan chức tài chính toàn cầu, những người đã lên tiếng chỉ trích về tính bảo mật và độ tin cậy của mạng xã hội này. Chúng ta lại quay trở lại với chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FPNC. Tôi là Phi Yến, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước vừa cảnh báo phương thức hoạt động của ứng dụng thanh toán hộ MyAladdins có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo. MyAladdin là ứng dụng chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Bản chất MyAladdin không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi không có người tham gia nữa thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó có thể lấy lại số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video quảng cáo giới thiệu về ứng dụng thanh toán hộ MyAladdins. Các trang mạng lôi kéo người dùng tham gia ứng dụng bằng đăng ký tài khoản, điền thông tin cá nhân, thông tin về người giới thiệu, đồng thời phải nạp tiền vào tài khoản của mình ít nhất là 100 đô la Mỹ, gần 2,4 triệu đồng. Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, không đăng ký tham gia, nạp tiền vào ứng dụng nêu trên nhằm tránh mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân đã sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank vừa cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Theo đó, thời gian qua, xuất hiện một số đối tượng giả mạo cán bộ, nhân viên ngân hàng MB nhằm đánh vào tâm lý cả tin của khách hàng đã trao đổi và mời khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân như số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là sử dụng hình ảnh giả mạo gửi cho khách hàng để chứng minh khách hàng đã được giải ngân khoản vay vào tài khoản vừa mở tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp trước một khoản tiền cho kỳ thanh toán đầu tiên vào một số tài khoản mà kẻ gian cung cấp và chặn toàn bộ liên lạc với khách hàng sau khi đã nhận được tiền. MB khẳng định không thực hiện nhận hồ sơ cho vay qua các trang mạng, ứng dụng xã hội như Facebook, Zalo hoặc qua bất cứ trung gian nào, đồng thời không yêu cầu khách hàng chuyển bất cứ khoản tiền nào trước khi giải ngân cho vay. Quy trình vay vốn tại ngân hàng được thực hiện đầy đủ các bước về thẩm định, ký hồ sơ giấy tờ theo quy định. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép. Ngân hàng khuyến cáo, khi phát hiện bị lừa đảo, ngoài việc thông báo cho ngân hàng để hỗ trợ kịp thời, quý khách hàng cần báo ngay với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật để được điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng lừa đảo. Thưa quý vị, dưới tác động của dịch COVID-19 thì hầu hết các hoạt động đời sống xã hội lẫn kinh tế đều ít nhiều phải thay đổi để thích ứng. Trong đó có việc áp dụng các biện pháp phòng dịch và nhiều phương thức hoạt động linh hoạt để đảm bảo an toàn cho mọi người. Và ngành ngân hàng cũng không là ngoại lệ với hàng loạt các giải pháp giao dịch an toàn được triển khai, nhất là khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và đã có phòng giao dịch ngân hàng đầu tiên trong cả nước phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.
phòng giao dịch vận hành của Exim Bank tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chính thức ngưng hoạt động 14 ngày kể từ ngày 3 tháng 8 sau khi nơi này được xác định có một khách hàng mắc COVID-19 từng đến giao dịch. Từ trường hợp được ghi nhận là phòng giao dịch đầu tiên trong cả nước phải đóng cửa vì dịch, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng và hoạt động giao dịch ngân hàng càng được thắt chặt. Đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay cho khách hàng và yêu cầu khách hàng vào giao dịch phải mang khẩu trang. Đặc biệt đối với cán bộ công nhân viên chúng tôi thì là luôn luôn giao dịch với khách hàng là phải mang khẩu trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên chúng tôi. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo giao dịch an toàn được hệ thống ngân hàng triển khai từ khi dịch bùng phát tới nay. Thế nhưng, trường hợp của phòng giao dịch Exim Bank cho thấy nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vẫn luôn rình rập. Để ổn định hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng đã đẩy mạnh các hình thức ngân hàng điện tử, giao dịch online, internet banking, v.v. Đồng thời, đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để tăng tính tiện ích. Sắp tới, SCB cũng sẽ triển khai ra thị trường. S-Connect là cái dịch vụ có thể đáp ứng tất cả những tiện ích của khách hàng, tất cả trong một. Và đây cũng là định hướng chiến lược của SCB, làm sao chỉ thông qua chiếc điện thoại di động, khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ, phục vụ đời sống hàng ngày. Chuyển đổi số là chiến lược sống còn của các ngân hàng, nhưng phải đến thời điểm này thì mới được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà phải là yêu cầu bắt buộc để tái cấu trúc hoạt động ngân hàng, hướng đến minh bạch và hiệu quả. Giờ mình sử dụng Internet cũng nhiều rồi, thì mình bản thân tôi thì cũng hay sử dụng chuyển khoản thanh toán cũng trên nền tảng Internet hết. Thì mình sẽ đến ngân hàng, sẽ ít tiếp xúc hơn, sẽ bảo vệ cho mình hơn. Theo thống kê của chúng tôi thì số lượng khách hàng doanh nghiệp đã coi như sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử đã tăng khoảng 16,2% so với đầu năm. Còn khách hàng là cá nhân thì cũng đã tăng được khoảng coi như thế là 26%. Chiến lược chuyển đổi số đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống quản trị nhạy bén, hạ tầng công nghệ hiện đại, liên tục đổi mới và hoàn thiện, đồng bộ ở tất cả hệ thống thanh toán. Trước mắt, trong tình hình sống chung với dịch COVID-19, những bước đi đã được triển khai như ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán online. Cần được khuyến khích và cần cả sự hưởng ứng tích cực từ phía người tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng và cả cho sức khỏe cộng đồng. Và đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FPNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tuần sau.